Đầu tiên này, quẹt T1 T2 của CX. Đó là hai cái chân hai bên này này. Đấy. Các bạn thấy quạt quay không? Đấy, quạt quay này. Đấy. Chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sửa một cái bo điều hòa. Nó có cái bệnh là cái quạt này không quay. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào này. Đấy, kêu tít rồi nhá, bật này. Đấy. Bật này. Các bạn nhìn thấy số đây, tạch rồi, lốc đóng rồi, nhưng mà quạt nó không quay này. Đấy. Có nghĩa là nó không tác động để quạt quay. Đấy. Ta đi đã. Bây giờ rút điện ra. Thì trước tiên ấy là các bạn hiểu là cái quạt này này thì nó có hai dạng nhá. Một dạng ấy là cái quạt DC, một dạng là cái quạt AC. Thì cái quạt này là quạt 3 dây. Thì mình vẽ như này nó chạy bằng chiếc. Thế thì để mà kiểm tra được cái lỗi do quạt hay là do cái bo này thì có một số cái thao tác như này. Các bạn dùng một sợi dây như này nhá. Các bạn sẽ lần trên cái mạch này này, các bạn đo. Thì mình ví dụ nhá. Bây giờ để cái quạt này nó chạy được thì hai bên này nó phải có nguồn. Thì chúng ta đo đây, chúng ta biết rồi, nó không cấp được nguồn ra đây đúng không? Thì chúng ta biết ấy là nó lỗi trên phần bo. Còn nếu mà nó cấp nguồn ra đây rồi mà cái quạt nó vẫn không chạy thì nó lỗi trên cái phần quạt này. Thì cái này đơn giản rồi đúng không? Chúng ta chỉ việc cắm điện vào cho nó chạy và đo cái điện áp, hai cái điện áp ở đây, 220 ở đây. Thì nó biết ngay. Thì với cái trường hợp này này là quạt sống lỗi trên phần bo. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta thử bằng cách nào để chúng ta biết được cái linh kiện nó hỏng mà chúng ta không phải nhấc ra để đo, vì là cái bo này vẫn cắm được nguồn đúng không nào? Thì các bạn dùng một dây như này đúng không? Đầu tiên nhá, là các bạn sẽ cắm, tức là thông qua cái hai cái chiếc này. Thì nếu nó quạt nó quay đúng không thì là ok, cái quạt tốt. Còn nếu nó không quay thì là quạt hỏng. Tiếp theo ấy, để chúng ta xác định được cái chiếc BT131 này này nó có hoạt động hay không, thì các bạn chập hai cái chân này lại với nhau, chân 3, chân 4 của cái photocoil đằng trước này. Đói, con PC87 này. Thì nếu như các bạn chập vào đây mà nó quay đúng không nào, cái quạt nó quay được thì nghĩa là chiếc này không hỏng đúng không, toàn bộ cái phần này nó không hỏng, cái phần đằng sau này nó không hỏng. Đấy. Bởi vì chúng ta đã cấp tín hiệu vào đây mà cái quạt nó quay. Thế còn cấp tín hiệu vào đây mà cái quạt này nó không quay thì có thể nó sẽ lỗi cái BT131 này, hoặc bốn con điện trở này, hoặc con diode này. Thì chúng ta đo, lúc này chúng ta đo từng con chúng ta sẽ biết được cái điện áp nó đến đâu rồi. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta chập đây nó chạy, chập 3-4 này của photo quang PC87, cái quạt này nó chạy, thì lúc này cái phần hỏng nó sẽ nằm ở cái phần đằng trước này. Thế ngoài chúng ta chập cái nào tiếp? Thì thông thường ấy, cái chân 1 của photo quang này nó sẽ được cấp nguồn, chân 2 này nó sẽ qua một cái đèn này, cái transistor này. Và cái transistor này nó sẽ đóng cho cái photo quang này. Vì vậy giờ chúng ta sẽ chập tiếp chân C và chân E của cái đèn Q này này. Ở trên cái bo này thì nó sẽ là một cái Q đây. Nó ghi là con BG1 đây này. Nhưng mà cái bo khác thì có thể là chỗ khác nhá. Thì các bạn sẽ xem là nó là con nào thì chúng ta sẽ xử lý ở con đó. Nhưng mà nó sẽ có một con transistor như này, con transistor đệm như này. Các bạn kích vào đây, chân C và chân E. Nếu cái quạt quay thì chúng ta sẽ thay con này đi, hoặc kiểm tra lại con điện trở này. Còn nếu chúng ta chọc vào đây mà cái quạt nó không quay thì khả năng cao là nó sẽ chết cái con photo quang này, và có thể chết cái điện trở chỗ này, điện trở đằng sau cái chân hai của photo quang này. Thì ta đo cái điện trở này dễ rồi. Đấy, còn photo quang thì chúng ta thay thử thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử ở trên cái bo này nhá. Đây, để các bạn có thể nhìn rõ này. Đấy. Bây giờ cắm điện này. Quạt không quay đúng không nào? Bây giờ mình sẽ quẹt nhé, các bạn nhìn kỹ quạt này, mình quẹt này. Đầu tiên này, quẹt T1 T2 của chiếc. Đó là hai cái chân hai bên này này. Đấy. Các bạn thấy quạt quay không? Đấy, quạt quay này. Đấy. Thì nó ok rồi nhá. Tiếp theo này, mình sẽ quẹt chân 3 4.
34 của photo quang nhá. Đây, 34 photo quang là bên này này. Thì các bạn nhìn lại cái quạt nhá. Đây, 34 này. Quạt cận. Giờ. Đấy, quạt quay nhá. Quạt quay nghĩa là photo nghĩa này con CX này tốt này. Tiếp theo này. Để test cái con chân 12 thì nó có cái đèn ở dưới này, này. Đèn đây này. Mình quạt chân C trên này này. Đấy. Là quạt không thấy chạy nhá. Quạt không thấy chạy này. Như vậy thì là quẹt đây mà không thấy chạy thì chỉ có thể là hỏng con này, đứt cái điện trở này hoặc hỏng photo quang. Thì nó có hai phương pháp, một là ta thay cái photo quang này đi, vì photo quang là cái linh kiện nó hay chết nhá. Đấy. Hai là chúng ta đo lại cái điện trở này trước. Đấy, đo cái điện trở này, vì có thể cái tín hiệu từ thằng này nó đóng rồi nhưng thằng này nó đứt. Thì các bạn đo điện trở, các bạn nhìn đây, nhìn cái giá trị của con điện trở đây, ví dụ như là đây thì màu của nó là đỏ, của nó là cam đen đỏ, cam đen đỏ là 3K. Thì chúng ta sẽ đo như này, đo 3K. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ xem nó có 3K không. 2.96 là ok nhá. Thì bây giờ điện trở còn rồi, bây giờ còn lại là khả năng nó sẽ hỏng cái con PC817 này. Bây giờ mình sẽ nhổ nó ra để thay. Đấy. Thì sẽ hút nó ra. Khả năng rất cao nó hỏng con PC817. Thì các bạn sẽ chuẩn bị một con để thay. Đây, cái con như trên bo này là IC5 này. Thì bạn nhìn nó ở trên này nó ghi là PC817. Chúng ta chuẩn bị một con như vậy. Mình sẽ tháo nó ra nhé. Cái PC817 chúng ta đo có thể phát hiện ra được nếu như nó đứt. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đo thử nhá. Đây. Đây là chân 12 này, nhẽ ra đo là nó phải lên. Đây, chân 12 này. 12 bên trên đây. 12 này. Đấy, ngược lại. Đứt, như vậy là đứt nhá. Con này đo rất dễ này. Các bạn chỉ cần đo mỗi con diode là ok rồi. Thường nó hay đứt con diode mà. 12 đây con PC8. Chúng ta úp nó lại thay nó vào. Các bạn nhớ thay đúng chân 1 nhá. Đây, chân 1 của nó đây. Thay đúng chân nhá. Không là thay sai chân và sao nó không chạy. Chưa, bây giờ thay thử nhá. Tờ giấy này ra xong. Đã thay xong thì các bạn nên cọ qua cái chân này đi, đừng để nó dính sang chân khác, và cắm vào cái mai về quạt thì cứ thấy chạy. Đấy, bây giờ mình sẽ bây giờ xong rồi đúng không, thay xong rồi, và sau khi mà thay xong cái photo quang nhá thì bây giờ mình cắm thử này, thì các bạn thấy là nó tít rồi. Bây giờ bật thử xem nó có chạy quạt không. Đây cái quạt nó đây. Thì bật sau khoảng một chút thì nó sẽ quay này, các bạn thấy nó quay nhá. Đấy, quạt quay này. Đấy, thì như vậy là vừa rồi mình đã chỉ các bạn cái cách chúng ta kiểm tra cũng như là thay thế cái linh kiện hỏng ở trên cái đường quạt. Quạt AC này. Quạt này quạt AC này. Đấy. Thì chúng ta cứ test từng bước như vậy, hỏng ở chỗ nào chúng ta thay chỗ đấy, chứ nó không cố định là hỏng linh kiện nào đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.